Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy. Theo đó, sau khi lắng nghe tiếp thu ý kiến xã hội, Bộ sẽ vẫn tiếp tục duy trì điểm sàn đại học, không bỏ điểm sàn như dự thảo ban đầu. Việc bỏ rồi lại giữ điểm sàn được các trường đại học và cao đẳng đón nhận như thế nào? Điểm sàn tồn tại từ khi có kỳ thi ba chung, được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu để thí sinh bước vào cánh cổng trường đại học hoặc cao đẳng. Cách đây 2 tháng, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có dự thảo về bỏ điểm sàn, một số trường đại học cao đẳng đã tỏ ra hết sức lo ngại bởi rất có thể sẽ xảy ra một cuộc tháo khoán vào đại học. Điểm thấp cũng có thể vào đại học. Người ta nói là của World Bank nói là 5% số lượng các trường của Việt Nam hiện nay đang chiếm tới 2/3 số lượng sinh viên của toàn quốc. Vậy thì với 5% đó bây giờ và như năm ngoái chẳng hạn, có những trường trọng điểm nhưng mà tuyển sinh lại lấy điểm đầu vào bằng điểm sàn. Vậy nếu không có điểm sàn nữa thì 5% đó chỉ cần mở rộng thêm 10% trong số đấy thôi, 2/3 số lượng sinh viên thôi, thì cái không còn gì cho các trường ở cái top dưới nữa. Đang dự thảo cái quy chế tuyển sinh năm 2017 là bỏ điểm sàn và cho thí sinh được lựa chọn nhiều trường và cho các trường được tự chủ tuyển sinh và kéo dài thời gian tuyển sinh. Như vậy có thể nói là một cái đầu vào của các trường đại học có thể nói là mở toang và mở bung. Trước tâm lý chưa sẵn sàng của một số cơ sở đào tạo và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định mùa tuyển sinh năm nay sẽ vẫn giữ quy định điểm sàn. Từ năm 2018 trở đi, khi đã công khai đầy đủ và chuẩn xác các thông tin về chất lượng đào tạo, thì các trường sẽ được tự xác định điểm chuẩn, tự chủ về chất lượng đầu vào của mình. Việc bỏ điểm sàn có lộ trình được nhiều trường ủng hộ. Nếu mà bỏ ngay trong năm nay thì nó sẽ gây ra một cái di chuyển cái lượng thí sinh nó rất là khó cho các trường, bởi vì bản chất cái công cuộc tuyển sinh hàng năm nó đã rất phức tạp rồi, đã có nhiều vấn đề mà xã hội người ta quan tâm, đặc biệt là nó cũng là một cái yếu tố đối với các trường ngoài công lập nữa. Thế thì cái lộ trình đến năm 2018 người ta với áp dụng bỏ điểm sàn tôi nghĩ là phù hợp với xu thế để các trường có cái chuẩn bị. Theo giáo sư Nguyễn Quý Thanh, bên cạnh việc bỏ điểm sàn có lộ trình, cần đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng của các trường đại học. Khi tham gia kiểm định theo chuẩn trong nước hay chuẩn quốc tế, thì chất lượng đào tạo của các trường sẽ được công khai trước xã hội. Từ đó, việc tự chủ đầu vào của các trường mới được xã hội tin tưởng. Tại sao ở Việt Nam trong bối cảnh hiện tại thì có thể giao cho những trường để kiểm định? Bởi đơn giản họ đã được thẩm định về mặt chất lượng, họ đã được đánh giá một cách kỹ lưỡng về các yếu tố đảm bảo chất lượng và có thể thấy rằng là gì? Có thể tin tưởng được là giao cho họ tự quyết về vấn đề tuyển sinh. Còn trường khác thì nếu anh muốn được giao thế thì anh đi đánh giá. Anh đánh giá xong thì người ta sẽ giao cho anh. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi các trường thực sự công khai minh bạch về chất lượng đào tạo, điểm sàn sẽ kết thúc sứ mệnh của mình. Các trường sẽ thực sự tự chủ và chịu trách nhiệm về đầu vào và đầu ra. Đa phần các ý kiến đều ủng hộ lộ trình bỏ điểm sàn như quy chế. Các trường cũng khẳng định sẽ gấp rút hoàn thiện việc công khai các thông tin theo quy định để sẵn sàng tới năm 2018 tự chủ đầu vào. Huyện Đào Ai cho biết địa phương phấn đấu ổn định diện tích sản xuất sầu riêng vào khoảng 2.100 đến 2.200 hecta trong năm 2020. Trong đó diện tích sầu riêng kinh doanh khoảng 1.720 hecta, sản lượng hàng năm trên 22.000 tấn.